Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Một lần nữa mình để ra khu phố đi bộ Nguyễn Huệ để coi tham quan coi có cái gì mới hay không. Thì hôm nay mình thấy là có các cái chuẩn bị để chuẩn bị cho một cái lễ hội gì đó. Thì khúc ở dưới kia là thấy lễ hội âm nhạc, còn ở bên đường Hàm Nghi á là thấy đại lộ Ten D năm 2023. Thì bây giờ chưa có tổ chức, mới có dựng những cái sạp, những cái sân khấu lên thôi. Thì phía sau lưng mình là ủy ban dân thành phố. Bây giờ mình sẽ mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình đi dạo ở trên một đường ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để coi có các cái hoạt động văn hóa gì hay không nha. Xin mời quý vị. Đây là ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh nè, kế bên là khách sạn Red Hotel ha. Bên đây là đại lộ đường Hàm Nghi đó, thì có cái chương trình là đại lộ Ten D, có dựng sân khấu lên rồi. Ở đây là đang đi hướng về ở bên bến Bạch Đằng. Thì ở trên cái con đường phố đi bộ này, để mình quay từ đầu ở đến cuối để coi quý vị và các bạn là thấy được là các cái hoạt động vui chơi giải trí của người dân, người ta tập trung lại đây để người ta thư giãn vào những ngày cuối tuần, vào những ngày cuối ngày để vui chơi ha. Hai bên đường á là xe được phép di chuyển, ở bên đây là được phép di chuyển nè. Được phép di chuyển hết, bên đây cũng vậy, cũng được phép di chuyển. Ở giữa là khu vui chơi. Thì hiện nay là các cái sân khấu là có tiếng nhạc rất là nhiều, thì không biết là có bị dính bản quyền hay không. Phía trước mình là cũng có một cái lễ hội âm nhạc. Ở đây có một con trăng. Con trăng nè. Di chuyển phía dưới coi. Quá wow. Lễ hội âm nhạc, các cái thiết bị dụng cụ về âm thanh quá trời luôn. Thu hẹp khoảng cách lễ hội âm nhạc. Palace Hotel. Bên đây là khách sạn Palace.
chơi trò quá trang hay gì đó. Và ở đây là chuẩn bị các cái gian hàng, các cái quầy, ví dụ như ở đây là câu lạc bộ tình nguyện y khoa, rồi Sunshine An Giang, chiến dịch tôi đồng ý. Hiện nay các cái quầy để như vậy là không biết là hoạt động gì, không biết. Rồi trung tâm nghiên cứu tư vấn công tác xã hội và phát triển cộng đồng. Không biết tổ chức gì. Phía ngoài thì thấy để là thu hẹp khoảng cách lễ hội âm nhạc. Còn bên trong đây là cái gì thì chưa thấy. Ở đây chương trình nè, 10 giờ hoạt động tại các khu vực trải nghiệm, khu chụp ảnh, 18:30 triển lãm trưng bày trò chơi tương tác. Trưng bày gì đây không biết. Các cái mô hình. Đây là các mô hình gì đây, hướng tới nền kinh tế nhân văn. Nhà trường tiểu học Kim Đồng. Hình nè, phi hành gia của người Mỹ và của Việt Nam, hai lá cờ. Các cái quầy này rất là nhiều quý vị, hai bên là nhiều lắm nhưng mà không biết là để làm cái gì. Bây giờ thì ở dưới kia sân khấu đang hát. Kia là sân khấu đang hát rồi quý vị. Người tới cũng rất là nhiều. Viện nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp. Cũng như là dịp Tết luôn. Thì không biết từ thứ hai tới thứ sáu có đông hay không. Như hôm nay thứ bảy thì rất là đông người. Đây là lần thứ hai mình quay trở lại phố đi bộ Nguyễn Huệ ha. Đây là con trăng. Đó là những 150 gian trải nghiệm, triển lãm, không gian tương tác. Đó là những tọa đàm công minh bình đẳng, đa dạng, hướng tới nền kinh tế nhân văn. Tất cả đều mở cửa tự do, thu hút gần 100.000 khán giả qua các năm. Năm 2023, để những giá trị nhân văn và bình đẳng lan tỏa khắp. Ở trên đây có lại cam. Có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thay đổi đều bắt đầu từ chính chúng ta.
sẵn sàng hòa mình với âm nhạc thì những cái điều mang ta lại vui nhé và mở ra một không gian đứng trước ai cũng như anh. Ở phía bên trong là người đi bộ, phố đi bộ. Bây giờ mình sẽ quay ở bên ngoài, ở đường Nguyễn Huệ ha. Các cái cửa hàng, các cái nhà hàng, khách sạn. Ở đây là Sài Gòn Green Set Hotel. Sài Gòn Green Hotel có trang trí chuẩn bị Giáng sinh nè. Thì mình đi ở trên lề đường nha. Hồi nãy là phía ở giữa ở khách sạn này là khách sạn 4 sao ha. Green Hotel là khách sạn 4 sao. Nãy giờ quay phía ngoài đó là tiếng nhạc rất là nhiều. Ở đây là trên lề đường nè. Phía xa xa thấy có chiếc xe con cóc cái gì, xe cổ. Ở đây là khu vực Starbucks cà phê nha. Starbucks cà phê. Starbucks cà phê nè, cũng khá là đông người, nhìn rất là rực rỡ. Quá rực rỡ luôn, mọi người đến đây cũng chụp hình kỷ niệm. Đây chiếc xe con cóc là xe cổ nè. Nhưng mà hình như là đã cải tiến lên rồi, hệ thống thắng trước là thắng đĩa nha. Xe đẹp quá quý vị. Volkswagen ngày xưa là chạy taxi ở Sài Gòn này rất là nhiều, là xe gọi là xe con cóc á, chạy taxi. Khoảng năm 80 rồi đó là vẫn còn xe đó. Ở đây là cái gì? Art and Craft. À, triển lãm tranh rồi đó. À, đường này là đường Huỳnh Thúc Kháng nha. Huỳnh Thúc Kháng ngày xưa là kinh doanh mua bán các cái đĩa CD đó, rất là nhiều. Còn ở đây là khách sạn hay là cái căn hộ hay là văn phòng cho thuê đây. Sunwood Hotel. Chắc có lẽ là căn hộ gọi là tòa nhà cho thuê đó quý vị. Cho tòa nhà cho thuê các cái công ty người ta mở văn phòng nữa. Đây. Mình đang đi ngược về Ủy ban dân thành phố. Phố đi bộ là đường Nguyễn Huệ này là được lát gạch này chứ không phải là trải nhựa nha. Đây là gạch loại gạch giống như là đá. Chứ không phải là trải nhựa. Mà các xe vẫn được di chuyển ở trong con đường này. Ở đây còn một miếng đất nè, chưa xây dựng nè. Còn miếng đất cũng rất rộng nè, chưa có xây dựng gì hết. Họ đang để là BIDB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển thành Việt Nam đó.
thì không biết có phải là của ngân hàng hay không. Miếng đất chưa xây dựng. À, cửa hàng McDonald's, thức ăn nhanh ha. À. Cửa hàng thức ăn nhanh nè, cũng mọi người cũng xếp hàng đang mua. Các em kem kẹp Singapore, kem kẹp Singapore mà không thấy ai mua hết. Ngày xưa ngay góc đường này là Thương Xá Tắc, là nơi mua bán, gọi là trung tâm thương mại vậy đó, Thương Xá Tắc. Còn đây là khách sạn Ryan Hotel, quý vị. Ryan Hotel. D2023 của hãng Honda ha. Giờ mình đi vô thử coi trưng bày xe hơi với lại xe gắn máy hiệu Honda, để cho mọi người xem luôn trưng bày ở đây. Đèn chớp ghê quá, ánh đèn sân khấu chớp. Ở đây là Honda SH, Honda SH nè, Honda Accord nè, xe Accord. CRV. Có tiền mua một chiếc di chuyển cái gì? Xe này là 5 chỗ. Honda Civic. Đây là Civic RS. Đây là mẫu City RS màu đỏ. Với rất nhiều hành động vô cùng thú vị và vô cùng đặc biệt hấp dẫn, cộng đồng Mario bị đổi kêu hẳn dành cho các anh em sở hữu cái dòng xe Mario 160 và 125, chính hãng. Cộng đồng Winnex, cộng đồng AD Pro. Mở cửa, không biết mở cửa vô được không ta, hình như là cho phép mở cửa đó, để mình thử luôn nha. Nè, xin cảm ơn các anh em trong cộng đồng Honda Biker đi lên tham gia trong sự kiện ngày hôm nay. Một chiếc cổng lên thịt lớn dành cho những người anh em Honda Biker. CRV, chiếc này mới ngon nè quý vị. Chiếc này đã lắm nè. À, có chiếc này là đi chơi là hết ý luôn. Đây là nội thất của CRV 5 chỗ nha. Xe này 5 chỗ. Niềm mơ ước của mình á, từng nào trúng số mới mua được cái gì. À, còn đây là tất xe gắn máy và Airblade 160. À, nói chung là triển lãm xe Honda, dòng xe Honda từ xe 4 bánh cho đến xe 2 bánh.
City. Honda City này 4 chỗ, 5 chỗ luôn. City RS. Chỗ này có đăng ký bằng lái A2 luôn. Có chỗ đăng ký thi bằng lái A2. CRV nè quý vị. Là SH với lại SH Mod nha. Đây này là SH Mod đúng rồi. SH Mod này đời này bao nhiêu thấy đẹp quá quý vị. Chắc đời 2023 quá. Còn này là SH. Hai chiếc màu đỏ đẹp ghê. Rồi bây giờ sẽ xin mời quý vị và các bạn sẽ đi đến khu vực cái chỗ phía trước của Ủy ban nhân dân thành phố nha. Đây là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngay tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn phía bên đây là khách sạn Red nè quý vị. Khách sạn Red rất là lớn nha. Là khách sạn 5 sao rất là lớn nha. Ở phía chỗ bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xung quanh là có vàng, có những cái hào sen. Đây là quảng trường thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nè. Phía sau mình là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nè quý vị. Khu trung tâm của thành phố. Ở Ủy ban nhân dân thành phố là hình như là cũng có cho vào tham quan. Nhưng mà phải có ngày giờ cụ thể, ví dụ như trong hình như năm ngoái là đã cho vào tham quan rồi đó. Nếu mà có dịp, đúng cái dịp đúng thời điểm á, mình vào bên trong mình tham quan. Bởi vì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là một cái công trình xây dựng mang cái kiến trúc của người Pháp á, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc ở bên chỗ khách sạn Red đi, để cho mọi người xem ha. Khách sạn Red họ đang trang trí để chuẩn bị đón Noel. Hiện nay thợ vẫn còn lắp những cái dàn đèn chớp tắt á. Đây, lắp đèn chớp tắt chuẩn bị đón Noel nè. Ở trong này rất là rộng, trong khách sạn Red rất rộng nha. Tại ngày xưa là mình làm việc ở kế bên khách sạn Red này là một cái miếng đất rất là lớn. Là mình ở khu vực đó là gọi là Gara Sacne đó. Ngày người của Pháp để lại là nằm ở khu vực này nè. Là Gara Sacne của người Pháp. Sau đó là được giao về cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist. Và khách sạn Red này mới mở rộng ra. Khách sạn Red 5 sao mở rộng ra là bây giờ là cái khu của khách sạn Red luôn. Cho nên rất là lớn, rất là rộng. Đó. Đẹp lắm quý vị, bên trong khách sạn 5 sao là rất là đẹp nha. Chỗ này là có trưng bày những cái hàng mở gì, dây chuyền rồi nhẫn rồi đó, hàng trang sức.
bằng vàng ha quý vị ha. Đó, thợ đang trang trí đèn nè. Tới ngày Noel, sau khi cái dàn đèn này lắp xong là sẽ rất là rực rỡ lung linh luôn. À, vỏ sách hiệu gì Chanel á. Đó, đó cái đồ sang sức. Chanel bán những cái hàng quá hàng hiệu không nha. Đây vỏ sách Chanel. Vỏ sách Chanel. À, ở một cái cửa vậy là có một nhân viên đang đứng để chào khách hàng. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng ở chỗ khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rồi mình sẽ ra trước cái nhà hát, xin lỗi, ra trước chợ Bến Thành mình quay tí xíu nữa để gửi đến quý vị và các bạn nha. À, chợ Bến Thành đây quý vị ơi. À, bữa tối ở phía trước chợ Bến Thành mà cũng có rất là nhiều người tập trung ha. Mua bán đồ ăn uống rồi triển lãm. Ở đây là chiếc xe Peugeot 203. Peugeot 203 ha. Peugeot 203 đây. Không leo trèo lên hiện vật. Xe cổ cái gì? Đẹp không? Quá là đẹp. Bánh căm luôn nha. Bánh căm luôn. Chợ Bến Thành đó. Ở bên trong chợ Bến Thành giờ này vẫn còn buôn bán nha. Giờ này vẫn còn buôn bán nhưng mà nghe nói là tình hình ở chợ Bến Thành nó cũng rất là vắng khách chứ không có nhiều như ngày xưa. Khách du lịch đến cũng rất là ít. Đây là các khu triển lãm. Khu triển lãm tranh. Triển lãm tranh là rồi thư pháp, vẽ thư pháp, thầy đồ vẽ nè. Thầy đồ vẽ thư pháp. Còn phía bên đây là cái gì? Các cái đồ sành sứ. Chúng tôi rất chân thành chào đón tất cả quý vị. Và quý vị hãy đến không gian của bát tràng chúng tôi. Là sự đang triển lãm và sự chọn lựa quý vị. Và quý vị tha hồ và lựa chọn những sản phẩm mà chúng tôi đang đại diện. Và sau men màu chỉ chu đa màu sắc. Và quý vị chọn những ly sứ trắng, tổng những ly, những màu trọn vẹn, quá nhiều màu. Tuy nhiên, chúng tôi gọi là nếu bạn thờ ra tiên của quý vị có chút bình hoa, gớm bình hoa hút lập, bình hồ lô. Vậy thì quý vị hãy nhanh tay và chọn lựa tại không gian của bát tràng. Và từ đó làm nên nổi bật của bàn thờ ra tiên của nhà quý vị thêm sự tôn nghiêm. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đang triển lãm những sản phẩm của một làng nghề không gian của bát tràng Gia Lâm, Hà Nội. Và từ đó quý vị chọn lựa sản phẩm từng loại, từng sản phẩm đó, chúng tôi được niêm yết giá sửa. Vậy thì quý vị chọn lựa xong và thanh toán thì nhân viên chúng tôi bỏ trong bao xốp nhựa, bao xốp nhựa màu đỏ có in hình logo không gian gốm bát tràng. Nếu quý vị ra về buôn bán chỗ này là bán hàng bán nước trái cây ha, nước trái cây. Và ở đây cũng có một cái chương trình âm nhạc gì là bây giờ người ta đang thu dọn rồi. Không gian của bát tràng đây. Này.
đây, chợ Bến Thành đây. Hiện giờ là 20 giờ kém 15 phút rồi. Ngày thứ bảy ha. Ngày 9 Tây. Bộ xô 2 lá 3. Tại bên trong chợ Bến Thành nè quý vị. Bên trong chợ Bến Thành ha. À, bây giờ cũng có khách nước ngoài, mình nhìn vô mình cũng thấy đó, cũng cũng mọi người khách nước ngoài cũng đến ghé nè. Nói chung là chợ Bến Thành là nơi dùng để cho khách du lịch cũng chiếm rất là đa số. Rồi bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Hôm nay mình quay đoạn video ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng với là phía trước chợ Bến Thành. Xin gửi đến quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn xem video có nhiều niềm vui. Và xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video nhiều hơn để mình tiếp tục, mình sẽ quay những video khác gửi đến quý vị và các bạn cùng xem nha. Bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp ha.